Mình sang địa phận Đắk Lắk, xe có chút vấn đề trục trặc nên đang ở cây xăng để khắc phục. Hôm nay là nhìn thấy một cái cây rất là đẹp này, các bạn nhìn nhé, rất là hay. Ở giữa các nhánh nó không chia ra, hai cây san sát nhau, nó bổ trợ nha, giống như cây một tán. Đó. Lúc đang cây xăng này, hai vợ chồng này đi.